nhắc chứ. Giọng nói Ngài xin tàn tâm chủ đề là cõi vài sẵn. Tôi tích vội ở viện mỗi sáng này, mỗi sáng mỗi vài sẵn. Thời tiết là tốt nhất mà trời không có mây, mây tin không có mây, mà trời nắng không có chiều. Thời tiết là tốt nhất, đường biên là phát sinh. Sau tôi đã học tiếng Việt, tôi đã đi vội học viện. Tôi đã đi ô, tôi đã vội trong khoảng 300 mét. Tôi đã vội dữ dỗ. Tôi thích thầy vui nước khắp theo khắp chúc vui nước vì chữ vội kêu văn theo lăn mùa hè là mùa tốt nhất cho thể dục giữ nước ví dụ vôi kiều văn lăn. Tôi thích vội, tôi thích vội. Môi vai xanh tôi đang vội ở biển. Vội là tốt nhất cho sức khỏe, thể dục giúp nước là thứ gì. Tôi muốn soi vội ở biển mà đông thì tôi đi Phú Quốc. Tôi có thể vội ở biển dài ở Phú Quốc. Tôi luyện tập nói tiếng Việt về bằng giọng nói nhạc kỹ giọng nói. Tôi đang trao đổi ngôn ngữ thức xuyên bồi tôi tắt ngôn ngữ, tôi tắt ngôn ngữ. Ai giúp tôi để cô phát âm tốt nhất, phát âm tốt nhất, phát âm tốt nhất. Bằng răng tôi là lên thật được tắt ăn bánh là tiếng Việt là không không dễ ăn, tiếng Việt là khó khăn. Nhưng mà tôi có thể nói tiếng Việt dễ ăn.
vì tôi hàng ngày tôi luyện tập nội tiếng Việt sống. Tôi đây là phiên bản rồi đây là phiên bản đã được chỉnh sửa của đồn văn và phong cách nhất trí song bộ ngài chỉnh tam tam tung để là phổi sản rồi tiếp phổi ôi điện một tăng lại mỗi sáng mỗi buổi sáng rồi tất là tốt nhất mà tôi không có máy tính, không có máy tính, không tốn máy mai số nó không có xíu tôi thì là tốt nhất tất tiếp là phụ chính sau tôi là phúc phúc thì bếp tôi đã đi với bộ bạn rồi đã đi với ổ tôi đã vui không phán 300 mét tôi du rượu tôi thích tôi giảm tất quý nứt chưa thức lồi nứt thì sư vui theo
Văn Thiêu rằng mùa hè là mùa tốt nhất đổ thuế giúp chiều nước bài diễu vui bán lặng thời tích cơ hồ thế phố mô vội sẵn tôi tân vội phố viên ngô là tốt nhất cho sức khỏe giúp nước là thứ chỉ tôi mua số vội ở viên mô tổ chi à tôi đi khu phố hội có thể vội ở viên đã tôi lên tam nổi đi ăn viết để văn lòng nội nhà chị sao nội tôi đang chào chào ô tô từ sắp xếp của tôi tất mừng nước tôi tất nồng nước ai giúp tôi để cô phát tầm tốt nhất phát tầm xuân nhất phát tầm tôn nhất văn văn tôi là lên tất kết thúc và tin biết là không để dễ ăn nên về lại khó khăn nếu mà tôi có thể ngõ khúc tôi là dự sinh các loài sinh ta như pháp và cầu cứu tê đoan bản mắt lắc phẩm ngồi dùng tốt cứu văn có thể hộ thô cử à vô độ tôi đã cố gắng giữ lại ý nghĩa xung mà văn muốn truyền tải như văn khăn tên sự diễn sinh hộ của bất kỳ yêu cầu nào khác phải do tôi về nét. Cảm ơn.